Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Trong hai ngày 21-22 tháng 3, Ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Chương phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lớp nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2022 theo hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến đến 38 xã thị trấn. Tham gia lớp tập huấn là các đồng chí Ban tuyên giáo Đảng ủy, các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo của 38 xã thị trấn và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe tìm hiểu một số chuyên đề như công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở, công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở, chuyên đề nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề điểm nóng ở cơ sở, công tác khoa giáo ở cơ sở. Tất cả các nội dung này được các đồng chí chuyên viên chính phòng tuyên truyền, phòng thông tin tổng hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy trực tiếp lên lớp. Sáng ngày 21 tháng 3, tại xã Thanh Mỹ, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp tổ chức lễ khai mạc huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất cùng cắt ngắn 2 năm 2022. Tham gia lớp huấn luyện có 75 đồng chí chiến sĩ năm thứ nhất của các xã Thanh Mỹ, Thanh Sơn, Thanh Đức và Hành Lâm. Trong thời gian 15 ngày, các chiến sĩ sẽ được tổ giáo viên trực tiếp truyền đạt các kiến thức về giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật và các nội dung quân sự như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hậu cần quân y. Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ dân quân có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như tại địa phương đơn vị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra tại cơ quan đơn vị. Trên cơ sở đó, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Về dự và phát biểu tại lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng cấp ủy địa phương đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu chu đáo của Ban Chỉ huy quân sự các xã, từ công tác kiểm tra sức khỏe, test COVID-19 cho chiến sĩ tham gia, cho đến hồ sơ lãnh đạo chỉ đạo, công tác huấn luyện, mô hình học cụ, giáo án bài giảng. Đồng thời, các đồng chí yêu cầu các học viên trong quá trình học tập cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, học viên tham gia đầy đủ, tiếp thu bài giảng nghiêm túc. Trong quá trình huấn luyện phải tuyệt đối tuân thủ theo chỉ lệnh cấp trên, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. Kết thúc lễ khai mạc, các đơn vị đã tiến hành ký cam kết thi đua và cùng đại biểu tham quan một số mô hình học cụ, giáo án huấn luyện. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã Đồng Văn và Thanh Liên vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện đoàn, cấp ủy chính quyền địa phương đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Các báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Đồng Văn đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2017-2022, ba phong trào hành động lớn của đoàn được Ban Thường vụ đoàn xã triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, tạo môi trường bồi dưỡng phát huy vai trò thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên trong học tập, công tác và cuộc sống. Phong trào tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được hưởng ứng nhiệt tình. Trong nhiệm kỳ đã có 10 công trình thanh niên cấp xã, 20 công trình thanh niên cấp chi đoàn. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo được đẩy mạnh, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Trong phong trào chống dịch COVID-19, đơn vị đã lắp đặt thành công một máy sát khuẩn tay tự động tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, hỗ trợ đoàn viên thanh niên và người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng nCoV. Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm, đơn vị đã tổ chức chương trình cắm các biển cảnh báo đuối nước và phao cứu sinh bằng phế liệu nhựa, tổ chức lắp đặt công trình thanh niên tuyên truyền đuối nước bằng hệ thống năng lượng mặt trời với tổng giá trị gần 20 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, đoàn xã đóng góp 50 ý tưởng sáng tạo trên trang web ýtưởngsangtao.net, công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng được quan tâm. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đoàn vững mạnh được chú trọng. Kết thúc đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí, bầu trực tiếp đồng chí Phạm Viết Tùng giữ chức vụ bí thư đoàn xã nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Liên, trên cơ sở đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đề ra những mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đó là 100% cán bộ, ban chấp hành đoàn được đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn hội đội, duy trì hiệu quả thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh, 95% đoàn viên thanh niên thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trao tặng 75 suất quà cho các gia đình chính sách, 95% hộ gia đình thanh niên đạt gia đình văn hóa,
kết nạp được 120 đến 150 đoàn viên mới, giới thiệu 30 đến 40 đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng. Đảm nhận 10 công trình thanh niên cấp xã, 60 công trình cấp chi đoàn, phần đầu có từ 20 đến 30 đoàn viên thanh niên tham gia học nghề và 30 đến 35 đoàn viên tham gia đi xuất khẩu lao động. 100% chi đoàn xây dựng quỹ để hoạt động và 85% thanh niên vào sinh hoạt trong tổ chức hội. Phấn đấu hàng năm, đoàn hội đội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn xã xuất sắc cả nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ, nhận giúp đỡ 3 đến 5 gia đình học sinh đặc biệt khó khăn, cảm hóa được 3 đến 4 thanh niên chậm tiến. Để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, đại hội cũng đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể và thiết thực. Kết thúc đại hội đã bầu chọn ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Chương sắp tới. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.